Trưa nay đã xảy ra một vụ cháy lớn tại căn hộ 1412 tầng 14V4, khu nhà ở xã hội The Vesta Hà Nội. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại tài sản đang được thống kê. Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 23 tháng 5, tại một căn hộ tầng 14 chung cư The Vesta cao 18 tầng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xảy ra cháy. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời đến hiện trường dập tắt đám cháy sau ít phút. Đám cháy có diện tích khoảng 8m², không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an quận Hà Đông điều tra làm rõ.